đàn U1A theo tôi hiểu là luôn là những cái đàn sự lựa chọn hàng đầu trong các bạn nhỏ mới bắt đầu tập piano, bởi cái sự rất là hoàn thiện về cái tính chất lực trên phím đàn cũng như âm thanh và hình thức của nó cho đến bây giờ người ta cũng không thay đổi một chút gì nữa. Vậy tôi nghĩ rằng là U1A có thể nói rằng tôi rất thích cái model này. Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn kiểm tra toàn bộ 88 phím của cây đàn được vang lên có tuyệt vời như tôi vừa nói hay không. Hoàn hảo đến tuyệt diệu. Cảm ơn các bạn.